Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thích Minh Tuệ và nơi sinh khó tin qua lời kể của người cha. Sư Thích Minh Tuệ, tên thật là ông Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê gốc ở tỉnh Hà Tĩnh, thường trú tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, từng là nhân viên đo đạc địa chính. Trước đây, ông từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa và pháp danh Thích Minh Tuệ đã được đặt tại ngôi chùa này. Cũng theo ông Tú, ông bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Đến nay, ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước. Ông Lê Xuân, 84 tuổi, là phụ thân sinh ra Sư Thích Minh Tuệ. Hiện tại, đang cùng vợ sống trong căn nhà 2 tầng khang trang ở một xã của huyện Iagrai, Gia Lai. Dù lớn tuổi, nhưng ông Xuân vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Ông Xuân kể, cách đây hơn 30 năm, ông cùng gia đình từ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào huyện Iagrai, Gia Lai lập nghiệp. Ông Xuân cùng vợ có 3 người con trai và 1 người con gái. Trong đó, anh Lê Anh Tú là người con thứ hai, hiện đã 43 tuổi. Vợ tôi để rơi Tú ở ngoài đường, do lúc ấy đi làm ruộng nên về nhà không kịp. Từ nhỏ, Tú đã có lòng từ bi với mọi người, không bao giờ muốn làm ai buồn lòng. Ai em nó cũng xem như là cha mẹ, phải học hỏi. Tú đi cả chục năm nay chưa về rồi, nhưng thời gian này mọi người mới để ý nhiều, ông Xuân xúc động. Ông Xuân chia sẻ, ngay từ nhỏ, Tú là người con trai hiền lành, hiếu thảo, học lực khá nên được mọi người quý mến. Học xong phổ thông, theo nghiệp bố, anh Tú đi bộ đội chừng 3 năm, sau đó theo học trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên, Gia Lai. Ra trường, anh Tú làm đo đạc cho một công ty tư nhân ở Đắk Lắk. Thời điểm này, anh Tú đọc những sách về Phật nên đã ăn chay, tu tại gia. Gia đình hồi ấy cũng khá lo lắng vì không thấy anh có bạn gái, tâm tư cũng không muốn lập gia đình. Gần 10 năm về trước, Tú có đọc sách về Phật Pháp nên phát nguyện đi tu. Lúc ấy, tôi nói đi tu rất khó khăn nhưng đã quyết thì phải tu trọn vẹn, không được phá giới, phải chân cứng đá mềm, không tham sân si. Lúc đi, Tú để lại cho tôi một cái đồng hồ, điện thoại, tủ lạnh, 8 mét vải màu vàng, ông Xuân nói. Ông Xuân bộc bạch, hai người con trai còn lại cũng theo truyền thống của cha, đi bộ đội trước khi đi học nghề. Anh trai của Thích Minh Tuệ sau khi đi bộ đội về học hành rồi làm giám đốc một doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Gia Lai. Gia đình ông Xuân hiện thuộc diện khá ở địa phương. Lau giọt nước mắt, ông Xuân bày tỏ sự thương nhớ con trai. Tuy vậy, qua mạng xã hội, ông thấy con trai mình được mọi người ủng hộ nhiều nên thấy rất ấm lòng. Cơn gió thổi phồng vụ việc, sư thầy Thích Minh Tuệ từ đâu mà có? Từ một người vô danh, tự nhận đang tập học theo lời Phật dạy và đầu trần, chân đất đi bộ từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, Thích Minh Tuệ được các YouTuber, TikToker, Facebooker thổi lên thành hiện tượng mạng. Ông đã tạo nên một làn sóng dư luận với cách thực hành tu tập gọi là hạnh đầu đà. Điều này không chỉ thu hút sự quan tâm của cộng đồng Phật tử mà còn lôi kéo hàng loạt YouTuber và TikToker chạy theo xu hướng để quay phim, ghi hình, đăng tải lên mạng, tạo nên hiện tượng câu view hiếm thấy với nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thích Minh Tuệ được gọi là thầy hoặc là nhà sư trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, vào ngày 16 tháng 5, Sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tu viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngày 16 tháng 5, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký văn bản số 151 thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ. Thông báo nêu rõ, trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh clip về người mang hình dáng nhà sư đi bộ hành, được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ. Trong lộ trình, có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dường vật phẩm, thức ăn, tạo ra nhiều hình ảnh, clip gây ra nhiều dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tu viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội. Sư Thích Minh Tuệ
chính là ông Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê gốc ở tỉnh Hà Tĩnh, thường trú tại huyện La Grai, tỉnh Gia Lai. Từng là nhân viên đo đạc địa chính, người này cũng không tự nhận mình là thầy, nói rằng ông đang tập học theo lời dạy của Đức Phật. Thực chất, ông Thích Minh Tuệ cũng không làm điều gì quá dị thường. Ông chỉ đang tự tu theo cách thức hạnh đầu đà, khổ hạnh. Rất nhiều nhà tu hành cũng đang thực hành hạnh đầu đà như vậy, mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây hoặc nơi nhà hoang, nghĩa địa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Cũng theo ông Thích Minh Tuệ chia sẻ, ông bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Đến nay, ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước. Ông Thích Minh Tuệ đã thực hành hạnh đầu đà được 6 năm và 4 lần đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại. Các chuyến chân trần xuyên Việt trước đây của ông không gây ra sự ồn ào nào. Lần này, chính ông cũng nói rằng bản thân không chủ động lôi kéo sự chú ý của dân chúng. Khi có người xin đi theo về Hà Giang, ông đáp, nếu thấy an lạc hạnh phúc thì cứ đi, con không mời cũng không xua đuổi ai cả. Cơ quan chức năng và giáo hội có văn bản nêu ý kiến về hiện tượng sư Thích Minh Tuệ. Thông báo nêu rõ trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh clip về người mang hình dáng nhà sư đi bộ hành, được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ. Trong lộ trình, có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dường vật phẩm, thức ăn, tạo ra nhiều hình ảnh clip, gây ra nhiều dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở, tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội. Theo thông báo, người này tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo ra sự hiếu kỳ thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội, tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ. Cùng ngày, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã phát đi văn bản khẳng định ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú và không phải là tu sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin, trước đây, ông Thích Minh Tuệ đã 3 lần đi bộ theo hình thức, thực hành phương pháp tu tập hạnh đầu đà từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại nhưng không thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đến lần thứ tư này, hành trình của ông Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo, làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn. Trong đoàn đi theo có tín đồ Phật tử, có những người hiếu kỳ và nhóm TikToker, YouTuber quay clip, livestream, đăng tải trên các trang mạng xã hội, tạo nên hiện tượng Thích Minh Tuệ thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau. Từ thực tế đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Ban Phòng Tôn giáo Tham mưu Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở ngành chức năng quan tâm khi ông Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt không để các thế lực xấu, lợi dụng, xúi dục, lôi kéo, gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Đồng thời trao đổi với Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở địa phương, hướng dẫn tăng ni Phật tử, tu học theo đúng chính pháp của Đức Phật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người, nhưng cần đảm bảo rằng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, thông tin, tuyên truyền để quần chúng nhân dân tăng ni Phật tử và nhân dân hiểu về chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, về cách thức hành trì của Phật giáo, không cản trở, làm ảnh hưởng việc tu học đúng chính pháp, vận động chức sắc tín đồ và quần chúng nhân dân. Không tập trung đông người, nơi công cộng gây cản trở ách tắc giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn, chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận, không để các đối tượng thiếu thiện chí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền kích động gây mất ổn định xã hội. Được biết,
Trước khi Ban Tôn giáo Chính phủ và Giáo hội có những thông báo trên mạng tràn ngập nhiều thông tin so sánh sư Minh Tuệ với các clip nhiều người trong trang phục tu hành, có các phát ngôn đe dọa, quả báo, cổ suý cúng dường với những thông tin nhảm nhí. Giáo hội, sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Ngày 16 tháng 5, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký văn bản số 151 thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ. Thông báo nêu rõ, những ngày vừa qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều hình ảnh clip về người mang hình dáng nhà sư đi bộ hành, được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ. Trong lộ trình, nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dường vật phẩm, thức ăn, tạo nhiều hình ảnh, clip gây ra nhiều dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội. Theo thông báo, người này tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần đi bộ từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo ra sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội, tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ. Ông Thích Minh Tuệ nói chưa từng nhận là tu sĩ. Ông Thích Minh Tuệ nói từng đi tu nhưng chưa có duyên ở chùa và cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Ông Thích Minh Tuệ cho biết quê gốc ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994, gia đình chuyển vào tỉnh Gia Lai sinh sống. Trước đây, ông từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa được đặt pháp danh là Thích Minh Tuệ. Minh có nghĩa là sáng, tuệ là trí tuệ. Ý nghĩa cái tên là con đường soi sáng. Sau này, khi cảm thấy không còn duyên ở chùa, con ra ngoài và vẫn giữ pháp danh này, ông giải thích. Ông cho hay, mình không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập học tu hạnh Đầu Đà. Tu hạnh này có 13 pháp khổ hạnh. Trong đó, hạnh Đầu Đà là một trong những pháp môn cao nhất và kinh điển nhất của Phật Pháp. Người tu hành Đầu Đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn, mặc, ở. Mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Để theo tu hành Đầu Đà, ông Thích Minh Tuệ bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Thời gian đầu, đôi lúc, ông di chuyển bằng xe khách. Năm 2020 đến nay, ông Tú luôn bộ hành tuyệt đối. Chỉ đôi lúc di chuyển bằng đường thủy thì phải dùng thuyền hoặc đò qua sông. Đến nay, ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước, chỉ còn 3 tỉnh Tây Ninh, Trà Vinh, Bến Tre là chưa tới bởi những địa phương này không nằm trên trục đường chính. Hành trình của con là muốn bộ hành trọn đời. Mục đích không nằm truyền tải. Điều gì? Bởi mọi điều trong Phật Pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rồi. Con chỉ muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Lúc đi bộ, con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình, ông Thích Minh Tuệ nói. Ông chia sẻ trước đây từng nghi ngờ những lời dạy của Đức Phật, nay chín chắn hơn nên muốn học tập làm theo những lời dạy đó để xem có được hạnh phúc, an lạc không. Khi quyết định bỏ nhà, bỏ việc để bộ hành, bản thân ông đã suy nghĩ rất kỹ, sau đó mới xin phép bố mẹ lên đường. Vì quyết tâm theo khổ hạnh Đồ Đà nên quá trình đi bộ, ông luôn tự nhặt các tấm vải vứt ở bên đường hoặc trong thùng rác rồi may lại làm quần áo mặc. Ai đó cố tình vứt cho, ông sẽ không nhận. Mỗi ngày, ông chỉ ăn một bữa. Khi đi trên đường, nếu gặp người có tâm, có duyên gửi cơm chay hoặc nước thì ông dùng vừa đủ. Qua các con sông, suối, ông dừng lại tắm rửa.
buổi tối ông thường nghỉ ngơi bên đường, những lúc muốn đi vệ sinh thì ghé vào các cây xăng. Đối với con thì tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn. Khi di chuyển, nếu tâm mình an lạc, hạnh phúc và vượt qua được những trắc trở thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì ở phía trước nữa, ông nói. Quá trình đi bộ, có nhiều người mang áo giống nhà sư đi theo. Ông Minh Tuệ nói họ không phải đệ tử của mình, nhưng nếu ai muốn đi cùng thì cũng không cản. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi trò chuyện, ông luôn khuyên họ nhớ xin phép gia đình, nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà. Còn nếu ai đó phát tờ rơi hay nhận tiền bạc rồi nói con chung với họ là không đúng. Đồ đạc con tự mang, không cần những người đi cùng bảo vệ hay nhận tiền thay. Họ nhận thì họ tự chịu, ai làm tự nhận lấy hậu quả và bị xử lý, ông nói. Về việc những ngày gần đây, khi đi bộ qua các tỉnh thành, được nhiều người dân vây quanh chụp ảnh, quay phim, ông Tú cho hay, nếu mọi người đi theo mình để tập bộ hành, rèn luyện sức khỏe, bước thẳng hàng, sự yên lặng trật tự thì tốt, còn tập trung chen nhau xô đẩy để ghi hình, phát trực tiếp, lao ó lộn xộn thì không nên, bởi việc tạo ra ồn ào sẽ gây ra sự khó chịu cho những người xung quanh. Dù không liên lạc với gia đình suốt 6 năm qua bởi không dùng điện thoại, mạng xã hội, song ông Thích Minh Tuệ chia sẻ, lúc nào cũng nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Bản thân luôn tâm niệm làm theo lời Phật dạy để đền ơn, cầu nguyện cho người thân, gia đình được may mắn, bình an, không có tài sản, vật chất, nhưng ông cho người thân niềm tin là không bao giờ làm khổ họ, ví dụ như để xảy ra vi phạm pháp luật hay làm ảnh hưởng tới các tổ chức Phật giáo. Phản hồi việc Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo, ông nói không liên quan đến văn bản trên. Từ lâu nay, ông chưa từng nhận là tu sĩ và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Lo ngại mê tín nhiều hơn chính tín. Trước hiện tượng sư thầy Thích Minh Tuệ, tiến sĩ Hoàng Văn Chung lo ngại việc nhiều người chưa thật sự hiểu giáo pháp của Phật một cách đúng đắn và sâu sắc, nghiêng về mê tín nhiều hơn chính tín. Ngày 17 tháng 5, trao đổi với PLO về những hiện tượng gần đây như hiện tượng sư Thích Minh Tuệ hay phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang, tiến sĩ Hoàng Văn Chung, trưởng phòng nghiên cứu lý luận và chính sách tôn giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, lo ngại nhiều người chưa thực sự hiểu giáo pháp của Phật một cách đúng đắn và sâu sắc. Cụ thể, liên quan đến phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang, tiến sĩ Chung cho rằng thầy Thích Chân Quang hơi có sự lạm dụng và đã đi xa quá, cần thận trọng hơn. Thầy Thích Chân Quang nói rằng biểu hiện như vậy hoặc nghiệp báo, nhân này dẫn đến kết quả kia, kiểu một, chúng ta không thể biết chắc điều đó được, dựa vào đâu mà kiểm chứng được. Trong kinh Phật có hướng dẫn cụ thể vậy đâu mà nói, là người có uy tín mà nói như vậy, ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội và Phật tử là không nên, tiến sĩ Hoàng Văn Chung nói. Riêng về trường hợp của sư Thích Minh Tuệ, tiến sĩ Hoàng Văn Chung có bình luận về văn bản mới đây của giáo hội. Theo ông, giáo hội chỉ nên lên tiếng khi người ta nhận nhầm ông ấy với một tu sĩ trong hệ thống mà giáo hội quản lý, hoặc từ trường hợp này mà có người quay phim, chụp ảnh, đưa ra thông điệp trái chiều mà ảnh hưởng đến dư luận xã hội mới cần lên tiếng. Miễn là người ta tin và tu hành theo Phật giáo thì người ta có quyền của người ta. Không nhất thiết phải có chứng nhận của giáo hội Phật giáo thì ông ấy mới là tu sĩ Phật giáo. Phật giáo không phải của riêng ai, tiến sĩ Chung bày tỏ. Tiến sĩ Chung cũng cho rằng bản thân ông Minh Tuệ phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình, chưa cần đến mức bên ngoài phải can thiệp sâu như thế. Thậm chí, ông ấy nhân thân thế nào, xuất phát thế nào, đó là câu chuyện riêng tư và không được phép đem những việc đó để tấn công ông ấy với cuộc sống hiện tại. Theo tôi, văn bản của giáo hội cần phải có nhìn nhận khách quan, giữ khoảng cách tốt hơn chút nữa. Những vấn đề liên quan đến dư luận, giáo hội phải liên tục giữ gìn và chấn chỉnh hình ảnh của tăng sĩ trong giáo hội của mình, ông Chung nói. Tiến sĩ Hoàng Văn Chung cũng nhìn nhận thực tế, hiện nay nhiều người chưa thực sự hiểu giáo pháp của Phật một cách đúng đắn và sâu sắc, có xu hướng dựa vào tha lực, tức là dựa vào ban phát quyền năng từ bên ngoài mình, kể cả quyền năng để hiểu về kinh Phật, quyền năng để đạt được hiệu quả của tu hành. Thành ra, cứ thấy tăng, thầy sư là đồn thổi, tìm cách tiếp cận, tìm cách hỗ trợ, cúng dường cho sư Minh Tuệ và nghĩ mình nhận lại được phước báu. Đây là nghiêng về mê tín nhiều hơn chính tín. Mê tín
lãng phí thời gian và tiền bạc nên dành thời gian đó mà đọc kinh, tĩnh tại tự tu hành, tĩnh tại cúng dường cho người thân gia đình mình, bố mẹ mình chẳng hạn. Tiến sĩ Chung đưa ra lời khuyên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!